Truyền thông Nga hôm qua dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này khẳng định hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START với Mỹ vẫn có hiệu lực, dù thiếu hoạt động thanh sát giữa hai bên, cũng như việc Moscow quyết định hủy các cuộc thảo luận của Ủy ban hỗn hợp trong tuần này. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START giữa Nga và Mỹ vẫn có hiệu lực. Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, Nga vẫn cam kết tuân thủ hiệp ước và các cơ chế khác của thỏa thuận vẫn đang hoạt động. Hôm 28 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hoãn cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Ông Ryabkov khẳng định việc hoãn họp không vi phạm thỏa thuận này. Cuộc họp được lên kế hoạch nhằm thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ hiệp ước New START vốn bị đình chỉ hồi tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID-19. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng hai nước ứng cử viên gia nhập là Phần Lan và Thụy Điển đã kết thúc ngày nhóm họp đầu tiên tại thủ đô Bucharest của Romania với chương trình nghị sự chủ yếu về nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine. Trong ngày nhóm họp đầu tiên, các ngoại trưởng của NATO đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Thông báo cũng khẳng định NATO sẽ duy trì và tăng cường hỗ trợ cả về chính trị và thực tiễn cho Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể. Các quan chức Mỹ và châu Âu cũng cho biết sẽ tập trung thảo luận về kế hoạch hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine như nhiên liệu, trang thiết bị y tế và đồ dùng cho mùa đông. Đáng chú ý, các ngoại trưởng NATO cũng xác nhận một nghị quyết hồi năm 2008 của Liên minh quân sự này, khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên của NATO, tuy nhiên không hề có bước đi cụ thể hay thời gian biểu để Kiev tiến gần hơn đến việc gia nhập NATO. Đêm qua, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu 15 đưa 3 phi hành gia nước này lên quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh cuối trong kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Lần đầu tiên, 6 phi hành gia Trung Quốc cùng có mặt trên không gian, đánh dấu Trung Quốc sắp hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Thông tin từ Văn phòng Công trình Hàng không Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết, vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Yao 15 mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 15 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tử Tuyền, miền Tây Bắc Trung Quốc. Khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng, tàu vũ trụ Thần Châu 15 đã phân tách khỏi tên lửa đẩy để vào quỹ đạo định trước. 3 phi hành gia đều trong trạng thái ổn định, đánh dấu nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ thành công tốt đẹp. Đến 5 giờ 42 phút sáng ngày 30 tháng 11, tàu Thần Châu 15 đã kết nối với cửa trước của mô đun Lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ. Đến 7 giờ 33 phút, 3 phi hành gia của tàu Thần Châu 15 đang ở trong trạm vũ trụ. Dự kiến, 3 phi hành gia sẽ làm việc trên quỹ đạo trong thời gian 6 tháng. Họ sẽ có nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian để triển khai các nhiệm vụ lắp đặt, thử nghiệm, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong và ngoài mô đun, cũng như nhiều thí nghiệm khoa học của hàng không vũ trụ. Liên minh châu Âu EU thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng trị giá tới 2,2 tỷ euro, tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ. Qua đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Theo Văn phòng Công tố châu Âu, hơn 600 người đã tham gia vào vụ gian lận thuế VAT được cho là lớn nhất từng được điều tra tại EU. Các công tố viên đã phát hiện một mạng lưới hoạt động tội phạm ở hầu hết 27 quốc gia thành viên và một số quốc gia khác. Khoảng 9.000 công ty đã tham gia vào kế hoạch này, trong đó nhiều công ty bề ngoài là nhà cung cấp thiết bị điện tử thông thường và yêu cầu hoàn thuế VAT. Cuộc điều tra đã được tiến hành cách đây 18 tháng, khi châu Âu được yêu cầu giúp nhà chức trách Bồ Đào Nha xem xét một vụ trốn thuế nhỏ liên quan đến một công ty bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử ở thành phố Coimbra của Bồ Đào Nha. Ước tính vụ gian lận thuế VAT kiểu này là hình thức tội phạm thu lời nhất ở EU và khiến ngân sách các nước thất thoát khoảng 50 tỷ euro tiền thuế mỗi năm.